Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Phiên tòa thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Phóng viên Công Trung có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị khán giả, ngay từ sáng sớm thì đã có nhiều người dân tập trung đến trước cổng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì với sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng thì các yếu tố an ninh trật tự được đảm bảo. Khoảng 8 giờ sáng thì phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục. Sau đó thì hàng loạt các luật sư của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đề nghị thay đổi xác định lại tư cách tham gia tố tụng của thân chủ thành bị hại trong vụ án này. Theo các luật sư, đây là nội dung rất quan trọng, là tiền đề mấu chốt giải quyết vụ án. Còn viện kiểm sát cho rằng thì trong vụ án này, viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Khách thể của tội danh là trật tự quản lý hành chính, thay đổi tư cách thì sẽ thay đổi tội danh, và đề nghị việc này để trong phần sau của phiên tòa. Trong buổi sáng thì phiên tòa cũng dành phần lớn thời gian để đọc cáo trạng của vụ án và xét hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng.